nó lên chúng rồi lên à. Chắc là vậy lắm biết à. Nhán khó bắt lắm. Phải đâu. Có bữa thì vài trăm gram hay 300 gram vậy đó. Rồi có bữa thì đựng ký, có bữa thì nửa ký. Đâu có nhiều đâu cưng. Sao chị nói chuyện với em mà chị muốn khóc? Tại vì sợ ổng mà mắc rồi vậy. Hai đứa con chị không ai nuôi nổi nó trơn cưng. Gì canh không hả? Canh không đó, coi không có gì. Với gâu. Mướp canh cải. Này là mướp thì cũng hái mua vài ngàn. Không ta cho. Ta cho hả? Ừ. Cải thì mua sáng đó, được 8 ngàn đó. À, còn cái này? Còn cái này thì chảo không à, không có gì hết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Qua một cái con hẻm khá là nhỏ thì cô bác quý anh chị sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng đáng thương. Đó là người vợ mỗi khi mà đêm về á thì người vợ phải mưu sinh với một cái nghề rất là lạ, đó là nghề bắt nhái. Còn người chồng thì làm cái công việc là giăng lưới. Trải qua ngần ấy năm, hai vợ chồng thì cũng có được 4 người con. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Lý do anh phải vướng một cái căn bệnh nan y. Và thật sự cái câu chuyện đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ cũng như là Úc Đồng Tháp vào bên trong ha. Đây là ngôi nhà của anh và chị. Đây là một ngôi nhà sàn, một ngôi nhà điển hình ở miền Tây. Ngôi nhà sàn nó cũng khá là cao, dùng để chống lũ á cô bác quý anh chị. Ở miền Tây vào thời điểm này thì lũ cũng lên. Tuy nhiên là ngăn chặn đê bao thì ở khu vực này nó không có bị ngập. Tuy nhiên đây là một trong những ngôi nhà mà ở miền Tây ở thập niên 90 thì rất là nhiều. Và trước khi lên ngôi nhà thì mình sẽ thấy được cái phần mái của ngôi nhà kìa cô bác quý anh chị. Cái phần mái này thì được lợp bởi phần tôn ở trên. Tuy nhiên ở dưới thì Bùi Hồ thấy là được che bởi một cái tấm bạc khá là tạm bợ. Thì không biết là chắc có lẽ là ngôi nhà bị dột hay sao á. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng lên đây với Bùi Hồ để gặp gỡ vợ chồng của anh chị cũng như là hai bé trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Chị qua đây đi chị. Con qua đây đi ha. Ở đây nè, nhà có hình như là nghe nói là có 6 người cô bác quý anh chị. Vô tham quan ngôi nhà thì chắc có lẽ là bây giờ gặp anh với chị trước. Sở dĩ Bùi Hồ phải đến vào thời điểm này đó là do là hai bé phải đi học. Chị ơi, nhà mình thì có mấy người ha chị ha? 4 người. 4 người. 4 người con. Dạ 4 người con với anh dạ. Chị nữa là 6. Dạ. Dạ. Rồi cuộc sống của mình hiện nay là làm công việc gì ha chị ha? Chị đi bắt nhái đúng không kia. Dạ. Đang nuôi mấy đứa nhỏ đi học đúng không? Bắt nhái là tiền. Để bán hay sao? Dạ để bán. Được bao nhiêu tiền một ký hả chị? Nhái thì 100 ngàn. Bắt cóc thì 60 ngàn. Lột mằn sạch rồi luôn. Bắt cóc luôn hả? Dạ. Ở trời. Là mình phải mần mấy con nhái nó ra sạch cho người ta? Dạ. Mần sạch ra luôn. Mình đi bắt nhái từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 7 giờ gử cho tới có khi 10 giờ về cũng không chừng. Xích qua đây đi chị. Mấy tới sáng con, luôn con cũng không chừng nữa. À, chị xích lên đi. Cái chân của chị bị nhức đó cô bác anh chị. Là 7 giờ rưỡi tối là chị đi bắt. Dạ. Đến khoảng mấy giờ? Cỡ 5 giờ sáng cũng không chừng nữa. Ô trời. Hoặc là 4 giờ. À, ừ. Mình bắt nhái lâu chưa? Lâu rồi. Rồi mỗi một đêm vậy là mình kiếm được bao nhiêu tiền? Thì cũng có 100 mấy, 100 ngoài vậy đó. Ừ. Rồi 100 mấy. Dạ. Mình bắt được bao nhiêu năm rồi? Thì mấy năm nay rồi. Cũng cỡ 2 năm rồi. Cũng cỡ 2 năm. Em thấy là cái công việc mà bắt nhái là người nam thường đi bắt mà tại sao chị phải đi? Tại ổng bệnh quá thì chị phải đi thôi. Dạ. Ngoài cái công việc bắt nhái ra mình không làm cái công việc gì sao chị? Thì ai mướn gì mặn nấy. Ban ngày ai mướn gì làm đó? Dạ. Có làm cỏ đâu không? Có. Tối thì đi bắt nhái thêm. Dạ. Đây là hai đứa con của chị. Chị cũng giới thiệu sơ qua về tên của hai bé cho em. Nè Nguyễn Gia Kiệt. Kiệt ơi, con năm nay nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Con 10 tuổi, con học lớp mấy? Lớp 5. Con học lớp 5. Trường của con có gần đây không? Gần. Gần đây hơn.
À, lớn lên con học con sẽ làm gì để mà phụ giúp ba mẹ? Cũng chưa có biết được đúng không? Đi học ngày được nhiêu tiền? 10.000. 10.000, mẹ cho 10.000. Còn bên kia là em của con hả? Em của con tên gì? Khôi. Con tên gì? Khôi. Con tên Khôi. Dạ. À, Khôi năm nay là nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Ủa sao 10 tuổi luôn? 6 tuổi. 6 tuổi. Học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1. Bạn bên đây học lớp 5, bạn đây học lớp 1. Dạ. Chị nói nhà mình có 4 người vậy còn 2 người con nữa. 2 người kia thì một thằng thì có vợ. Ờ. Một thằng thì nó thôi vợ. Ừ. Nó về đây nó ở với chị. Ừ. Nó giờ nó đang đi làm hồ. Ờ. Đi phụ hồ cho người ta. Đi phụ hồ ha. Ừ. Rồi anh làm cái công việc gì? Thì ảnh đi dân lưới dân câu đụng kia chứ ảnh đâu có mặn được công việc nặng đâu. Ảnh khói quá cuộc sống nữa. Anh Nam hả? Dạ. Anh Nam là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi nha. Ờ, à, trước đây anh làm dân lưới. Thì... dân lưới ngoài sông không mà thả lưới ngoài sông luôn. Dạ. Rồi cuộc sống của nhà mình, anh với chị lao động vậy thì đủ sống không? Cũng đủ, có khi đủ, có khi thiếu. Không chừng, nói mẹ nó cũng như đi làm bữa trúng bữa thắt vậy đó. Anh thì làm được ngày thu nhập khoảng nhiêu anh Nam? Trúng lắm là 200, còn thắt lắm là có khoảng 100. À. Về 10.000. Thì nói chung là vô giá vậy đó, bữa nào trúng thì nhiều, bữa nào thắt thì nó ít vậy. Nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng trúng đúng không? Có bữa không có con nào. Bữa, có khi có bữa không có con nào. Có khi đủ ăn không chừng. Có khi tồn lỗ tiền xăng luôn, không có con nào luôn. À, lỗ tiền xăng luôn. Đi đặt ở dưới sông mình ha. Ngoài hả, hả ngoài cồn. Bây giờ còn làm không anh? Còn. Ừ. Khi nào mình mới thăm lưới một lần ta? Thả, thí dụ ở đây mình thả đó thì tới mương bạc cả mình lấy. À. Chứ không có thăm. Cá mình... bến là lấy. À thả rồi mình cuốn lên liền. À. À. Trên chợ mình thả xuống tới đây rồi mình cuốn, cuốn rồi cho tới mương bạc cả vậy đó. À. Thì cái vậy hoài vậy đó. À. Mà có bến có bãi. Hiện nay anh vẫn còn làm đúng không? Còn. Anh thường đi mấy giờ? Đi theo nước lớn đi. À. Có nước gầm mà vô. Nhưng ngày hôm nay là anh có đi không? Sáng đi thì lỗ. Lỗ? Ừ. Lỗ sao? Không có con lỗ nào. Lỗ xăng không có con nào. Không có con nào luôn hả? Ừ. Ôi trời ơi. Còn, có nghĩa là ngày nào mình cũng đi. Canh con nước đi. Dạ, canh nước đi. À. Em nghe nói anh Nam mới phát hiện một cái căn bệnh mà rất là khó trị. Ừ. Bệnh gì anh có thể cho cô bác chị biết hả anh Nam hả? Ung thư lử. Làm sao mình phát hiện cái căn bệnh đó hả chị ha? Bác sĩ là coi người ta nói. À, nhưng mà lúc đầu nó có đau gì không anh? Lúc đầu thì nó không có, mình nghĩ là nó... bị đèn thôi. Nó bị đèn, cái gan mận nít mà bú sữa mà nó ra trắng 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 vậy đó là mình nghĩ là vậy. À, mình thấy cũng như nóng trong mình, mua thuốc mát uống vô thì nó hết. Ừ. Không là cái... nó không hết mà lại nó còn nổi thêm một cái mọc. Mỗi ngày anh thì bây giờ đi làm lại không có tiền thì chị thì chỉ đi bắt nhái thôi. Thì hai đứa con mình lại đi học nữa thì cuộc sống của mình trang trải có đủ không? Đâu có đủ đâu cưng. Thiếu nữa. Chị có gì khó khăn cứ tâm sự hết với dạ. Em. Thì thiếu nữa. Tại vì đi bắt nhái đâu có đủ đâu. Có bữa thì được có mấy chục ngàn. Ừ. Thì, tại vì bắt có bữa trúng có bữa khác. Ừ. Đâu phải là trúng hoài đâu. Có bữa thì vài trăm gram hay 300 gram vậy đó. Ừ. Rồi có bữa thì đựng ký, có bữa thì nửa ký. Đâu có nhiều đâu cưng. Sao chị nói chuyện với em mà chị muốn khóc? Tại vì sợ ổng mà mắc rồi vậy. Hai đứa con chị không ai nuôi nổi hết trơn cưng. Rồi đi khám bệnh vậy rồi có lấy thuốc uống không chị? Có. Mỗi lần bác sĩ khám rồi bác sĩ cho một tuần vậy đó. Giờ chừng nữa ra tái khám lại. Một tuần vậy khoảng bao nhiêu tiền? 800-900 gần 1 triệu bạc đó. Rồi làm sao mình đủ tiền, thời gian sắp tới làm sao mình đủ tiền? Đi hỏi tiền tháng tiền góp được kia lo cho ảnh chứ. Chứ tiền đâu mà lo. Rồi em nói thật nè. Dạ. Nữ thì đi bắt nhái mà đi đồng ở trong đồng vắng á thì mấy con nhái nó mới có, chứ mình đi ở ngoài đường lộ nó cũng không có nữa. Đúng rồi cưng. Cái thứ hai là mình đi nơi nào nó không có đèn nó mới có.
chị phải lầm lũi vô những cái bụi cỏ bờ cây á thì mới có được cái con nhái. Đúng rồi. Mà đối với em nghĩ á, cái việc bắt nhái mà nữ bắt nhái thì nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm vì những thành phần xấu á. Mình cũng sợ lắm cưng. Tại vì thì không có chuyện gì làm thì mình phải gán cố gắng mình đi làm cưng, đừng có tiền đừng nuôi mấy đứa nhỏ ăn học. Ừ. Đã vợ chồng không có biết chữ rồi thì để cho con mình dốt tội nghiệp nó. Nó còn nhỏ mà nó dốt rồi tội nghiệp nó. Nghe ba bệnh hai bé có biết gì không? Nó đâu biết gì đâu, vô tư mà. Nít mà nó không biết gì đâu. Chị lo lắng rằng là sợ anh không vượt qua khỏi một chị gánh nặng cho hai bé nữa. Đúng rồi đó cưng. Tại vì hai đứa nó còn quá nhỏ. Chị thì có mình chị thì sao chị nuôi nổi, gánh vác nổi. Thì ảnh cũng sợ nữa. À, chị cũng kêu ảnh vô tư đi, đừng có suy nghĩ gì hết trơn á. Ừ. Tại vì bác sĩ kêu mày mà về đừng có buồn gầu gì hết trơn á. Ừ. Đặng bệnh nó mới khỏi. Ừ. Nếu mà buồn gầu thì bệnh nó càng nặng thêm nữa. Hổm mà ảnh đi khám á, thì bác sĩ là tim nó có vấn đề. Rồi bác sĩ không dám mổ luôn. Ừ. Rồi đi về cho thuốc về, đi về uống đó. Và... 10 ngày nữa mới ra tái khám lần nữa. Và... mới cho kết quả. Em muốn hỏi chị ha. Mỗi một ngày thì chi phí sinh hoạt cho gia đình mình là khoảng bao nhiêu tiền? Thì chị nói với em là có nhiêu thì ăn nhiêu chứ đâu có đủ đâu. Như chị bằng được 100 ngàn đi. Buổi sáng thì hai đứa này hết nè 20 ngàn. Ừ. Rồi tiền đồ ăn gần cả 100 ngàn nữa đó. Ừ. Rồi tiền đâu ngày nào cũng cả 100 ngàn. Chị đâu có làm gì ra tiền đâu mà ngày nào cũng cả 100 ngàn vậy đó. Nội hai đứa này đi học rồi hết buổi sáng với buổi chiều không là 40. Ừ. 40 và tiền đồ ăn nữa. Tiền đồ ăn cho xa 50-60 đi, 50 đi. Ít nhất là cũng 50 ngàn. Ừ, dạ. Mình buổi phải sáng, hái rau củ là tiết kiệm lắm mới được 50 ngàn đó. Có khi chị đi hái rau, chị bắt nhái, vừa bắt nhái mà vừa hái rau về bán luôn. Tại đó chị có đi hái rau bán mà bữa nào chị không đi bắt nhái á, bữa mà gầm á là chị đi hái rau, chị bán. Rồi những ngày mưa gió thì sao? Mưa gió thì chị cũng gán mà đi, như bạn áo mưa đụng kia đi luôn. Trời ơi. Trong mấy năm qua thì sống với cái nghề bắt nhái thì có bao giờ chị gặp cái sự cố trong đêm không? Không có chị cưng. Tại người ta biết mình khổ à. Tại chị đi gặp mấy người thanh niên ngoại vậy. Ừ. Cái người ta nói ủa đàn bà mà lại đi bắt nhái, đàn ông không đi. Nói chồng chị bệnh rồi sao đi. Sao đi? Chị nói vậy thì tay vô à, ta không nói gì hết á. Có khi nào chị vừa đi mà nghĩ lại cái số phận chị vừa khóc không? Có chứ cưng. Có. Chị cũng tuổi lắm cho bộ. Chị kể cho em nghe với. Tại vì á, người ta đàn bà thì người ta ở nhà sung sướng, còn đàn bà thì đi đêm. Ai mà không tuổi thân chứ cưng. Đôi khi người ta ngủ thì chị phải thức để kiếm tiền. Đúng rồi. Người ta ngủ thì chị thì ở ngoài đồng ngoài xá. Có khi chị mệt quá người ta dân võng ngoài cồn đó, người ta làm đó, người ta dân võng người ta nghỉ đó. Rồi chị mệt quá chị lỡ ra cái võng đó chị nằm đỡ. Trời ơi. Mũi lắm cưng. Mũi nhoi con hết chứ. Thì chứ mệt quá. Có khi chị té. Chứ sao không? Chị cho chóng mặt hết thấy đường chị té, ai đâu biết. Trời ơi. Tại vì chị đâu có điện thoại đâu, điện gì cho người nhà. Ừ. Vậy đó. Đi không có điện thoại luôn. Không. Trời điện ơi. Thoại người ta cho chị đó, giờ điện thoại đâu có còn sử dụng xài nữa. Hết xài rồi. Nghe kể thôi mà mình thấy mình chạnh lòng thiệt ha. Nghe kể thôi là đã muốn khóc rồi. Một người phụ nữ mà lầm lũi ở trong đêm thì cái cạnh nghịch cảnh nó khác lắm. Người ta cũng có chồng, mình cũng có chồng. Mà ai cũng cố gắng nhưng mà số phận biết sao chị số ha. Số phận ông trời sắp đặt hết rồi cưng ơi.
biết đường đâu mà gờ. Nhưng mà thấy chồng mình bệnh gì á, nè em nói thật, có bao giờ chị nghĩ rằng là mình sẽ không làm cái nghề sát sanh này nữa không? Chị cũng nghĩ lắm chứ, kiếm được số tiền nào nó đặng buôn bán, đặng buôn chạy đủ kia cho mấy đứa nhỏ này học hành tới nơi tới chốn đủ kia, cho nó đỡ khổ giống cha mẹ nó, cho nó có tương lai với người ta, để sau này nè nó không biết chữ nó khổ nữa. Chị nghĩ vậy đó, cái lương tâm của chị là chị nghĩ vậy đó. Chị nghĩ sau này á mình đã khổ rồi, mình định để con mình khổ nữa. Nó không có chữ là nó thua sức người ta. Người ta có chữ thì người ta bằng ông này ông nọ ông kia, còn nó không biết chữ chừng nữa nó làm công nhân suốt đời. Bây giờ chuẩn bị mưa rồi kìa, rồi dạ. Tối bắt nhái thì sao? Thì chừng nào tạnh mưa thì đi. Đôi khi người ta ngủ thì chị phải đi kiếm tiền. Bây giờ chị cho em đi tham quan nhà chị đi xíu. Dạ, ha. Dạ. Em cứ đi thăm tòa. Chị đi với em đi. Ha. Chị ơi, em muốn biết là cái ngôi nhà mình là cất lâu chưa chị? Người ta mấy năm nay rồi, 2 năm nay rồi. Người ta mới cho ton á. Mới cho ton hả? Người ta mới cho ton là lộng ngoài sau nè, còn trước người ta đâu có cho đâu. Nhưng mà cái này là người ta dừng cho mình hay là nó dột quá? Cái này không dột quá đi rồi, chị mới dừng cái này nè, cho nó đừng có dột. Rồi dột ngủ được không? Đâu có được cưng, tại vì mấy đứa này nè, rồi dột rồi lấy miếng mũ vẹt á, che lên cho nó ngủ. Còn không che lên rồi sao ngủ. Dột hết trơn rồi, lấy thao hứng luôn. Thôi đi vô trong ha chị ha. Bật cái đèn lên. Đây là ngôi nhà của anh với chị nè, cô bác với anh chị. Đó. Không có một cái tủ nào hết trơn nha. Không. Để quay qua ngoài trước tí xíu nè. Đây. Đây là cái sào đồ nơi treo những cái quần áo lên á. Rồi những cái mùng mền. Mặc dù là ngôi nhà khá là nhỏ nhưng mà chị sắp xếp rất là ngăn nắp luôn. Sợ mưa, sợ bụi thì chị phủ một cái tấm bạc trắng lên kìa, lên quần áo kìa. Còn ở trên này thì mình có thể thấy được rằng là những cái tấm tôn cũ nó mục á. Rồi thành thử là phải dừng lên bắt buộc rồi. Đây là cái mình ngủ ngoài trước hả chị? Còn đây ngủ là mình để đồ trước, thôi hả? Để đồ thôi. À cái giường này để đồ thôi đúng không? Dạ. Rồi tối bàn học của mấy bé thì sao? Không có cái bàn nào hết á. Không có cái bàn nào hết. Không có cái bàn nào hết á. Trời ơi. Đây là cái sân nước rửa chén của mình. Sân nước rửa chén của mình. Không có phòng tắm, phòng bọng gì hết. Ủa rồi tắm là sao? Đi qua nhà cậu nó tắm đỡ. Trời ơi. Không có dừng lên luôn hả? Không. Này là chỉ là rửa chén thôi hả? Rửa chén không à. Không có nhà vệ sinh luôn hả chị? Không, không. Ủa trời. Không có gì hết trơn. Dạ, tại tiền không có ăn có đâu. Rồi, rồi lỡ mà chột bụng thì sao? Các bé nó chột bụng thì sao? Thì bị bô luôn vậy rồi. Chứ có nhà vệ sinh đâu đây. Trời ơi. Chị qua đây đi, chị qua đây đi. Chị qua đây với em. Đây là không gian bếp của mình. Dạ. Mình ăn cơm với gì? Thì có gì ăn nấy. Ngày hôm nay nè. Nè, đó, nấu canh nè. Nấu canh trơn nè. Không có gì hết. Đó. Canh gì? Canh không hả? Canh không đó. Không có gì mới hết. Gâu. Mướp canh cải. Này là mướp này cũng hái mua vài ngàn. Không, ta cho. Ta cho hả? Cải thì mua sáng đó. Được 8 ngàn đó. Còn cái này? Còn này thì chảo không à. Không có gì hết. Còn này thì mua sáng mang 20 ngàn thịt nè. Đó. Cho ổng ăn đó. Một ngày ăn 20 ngàn thôi. Ổng ăn hồi sáng giờ 20 đó. Trời ơi trời. Nó không trời có gì hết. Trời ớt thì cũng phải đi hái. Ớt thì ngon rồi mà. Người ta cho đó. Nước mắm, nước tương rồi mình để dưới này hả? Dạ. Còn cái tủ này? Thì tủ người ta cho đựng chén đó rồi đó. Có nhiều đó. Giờ đây là một cái ngôi nhà sàn này người ta cho mình hay là mình cất? Người ta cho, chị đâu có khả năng đâu mà cất. Lâu chưa chị? Lâu rồi. 2 năm nay rồi. Chị cắt rồi bị trên đó nha. Cho em mượn ha. 2 cây đó. 2 cây luôn hả? Sao tới 2 cây vậy? Tại vì cây này hổm rồi, nó hư.
Ờ còn dạ, con nhái trong này nữa nè. Con nhái. Ôi, trời. Còn mấy con luôn nè. Ở trên đầu vịt nè. Ờ. Còn nhái đó. Đây là một cái dụng cụ kiếm sống của chị dạ, gì ta? Chị Trinh. Nó rất là đơn giản cô bác anh chị. Đây là cái đầu người ta gọi đầu này là gọi là đầu chụp. Đầu chụp. Chụp mấy con đúng, nhái. Đúng rồi. Ê, con nhái ra đây thì chị sẽ thả nó ra đây. Ừ. Mỗi ngày là chị bắt khoảng mấy ký? Đâu có mấy ký đâu cưng, phải mấy ký đỡ khổ cho chị. À, 60.000 ký, con cóc chị cũng bắt luôn. Cốc chị sợ nó không? Không. Sợ sao có tiền cho mấy nhỏ ăn đi học cưng. Nhái 1 ký là bắt là lâu lắm á. Lâu. Chị bắt mở em cho em con nhái. Lâu lắm rồi. Em gặp nó em cũng sợ mấy chị mần cho được bán người ta phơi khô đúng không? Không, anh ta ăn cơ. Người ta ăn hả? Ờ, người ta khô xào xả ớt ăn á. Ừ. Nhái người ta giờ người ta nuôi nữa đó. Người ta, nuôi người ta gọi là cái món mà mấy ông mà hay mà làm cái món ở nhà hàng gọi là cái món vũ nữ chân dài là từ con nhái này nè. Đúng rồi. Dạ, yeah, em cầm vô được không? Khô nữa nè. Đó. Cái này con nhái hay ngớt? Con ếch con. Nhưng mà trước đây là cũng có mấy anh em mà đi bắt nhái điếm để người ta dân câu cấm câu đó chị. À, đúng rồi. Còn này thôi mà... con này có mình nó tha nó đi được không? À, tha đi. Đây thôi. Nó đi không? Hồi hồ rất là sợ cái con... Con gì? Con cóc hả nhỉ? Con ếch. Ôi con cóc thì cái da nó sần sần sợ lắm. Dạ. Dạ, cảm ơn. Tên là nữ là... Thấy nó... Cho em để đây đi ha. Chị qua đây tí xíu đi. Chị Trinh. Ô, dạ em cảm ơn anh. Trời, lịch sự ghê vậy. Ngồi đây đi. Ở đây đi, chị em mình ngồi đây đi. Ngồi xuống đi chị. Đẩy đợi anh ra nữa, ngồi xuống đi con. Ủa, trước đây là người nhà chị có ai đi bắt nhái không mà chị chọn cái nghề đi bắt nhái này hay có anh? Có không xe em không sao anh dạ, anh thứ năm đi. Anh chết rồi dạ. Anh chết lâu rồi, anh chết mười mấy năm nay rồi, gần 20 năm rồi dạ. Tôi lần đi chung với ảnh thư cấp con em hỏi thiệt nè, nếu như mà có khoảng bao nhiêu tiền chị bổ nghề thì chị là chị ước ao buôn bán đồ kia đồ kia. Chị buôn bán gì? Thì bán cái này kia đồ kia, đồ gãy đồ mộng gì đó. Ừ. Có cái chiếc xe đẩy đồ kia, đẩy đi bán đồ kia. Ừ. Ừ. Là không muốn bắt nhái nữa? Không. Bỏ hay không? Thiệt chứ. Còn mấy triệu được? Chị không biết. Thì đó, nói chung ra là ham cũng... Tại ổng thì ổng miệng lử không có, chị không có. Ham là cũng như là chiếc tại xe miệng... đa mà đóng chiếc xe. Tại miệng lử, miệng lử chị không có. Chiếc xe đó giờ nếu làm ấy luôn có khoảng là gần 10 triệu. Chiếc xe đẩy nó nhiều tiền lắm, xe Honda nó nhiều tiền. Xe Honda mình đẩy mình chạy, nó ủi giống người cái bán ngoài đường đó. Mà nhiều mình tiền đúng xe đó đó. Mình bán dưa hấu nè, khóm nè, dừa nè, cái này kia đó. Chiếc xe mà đẩy với chiếc xe ra nó tầm mười mấy triệu đó. Nhiều tiền lắm. Không, mình đâu đổ khoảng 10 triệu là dạ. Giá mềm đấy, giá trung bình nữa rồi, đừng có mắc quá. Em muốn hỏi chị là... chị muốn bỏ nghề được không? Được chứ, có tiền là bỏ à. Ở nhà mình thì em thấy là không có nhà vệ sinh gì cả. Nhà thì bây giờ cũng tạm ổn tí xíu đi. Chắc vài năm nữa miếng bàn nó cũng mục, nó cũng hư rồi. Rồi có bao giờ chị muốn có một cái nhà vệ sinh riêng đồ nào cho các bé nó dễ sinh hoạt không? Muốn chứ, mà có không có tiền. Ảnh sắp sửa đi phẫu thuật nữa mà không có tiền nữa. Bác sĩ báo phẫu thuật là khoảng nhiêu tiền? Cũng cỡ 20. 20 triệu. Con muốn nói gì với chú? Dạ. Con muốn nói gì? Con phải nói gì? Con nói sao? Con nói cái gì đó cho chú nghe đi. Con nói xin gì đó. Con cho mấy chị là bớt tiền lại cho cha con. Cái gì? Con cho mấy chị là bớt tiền lại cho cha con. Con nói lớn coi. Con cho mấy chị là bớt tiền lại cho cha con. Con xin bác sĩ bớt tiền lại cho cha con. Trời. Con qua đây luôn đi. Hai đứa bé dễ thương ghê vậy. Con hỏi con còn bị chơi động nữa. Sao mà con biết là xin bác sĩ bớt tiền lại cho cha con?
tại vì cha con bị bệnh. Cha con bệnh gì? Bệnh lưỡi. Bệnh lưỡi. Còn con ước muốn gì? Con muốn là cha con khỏe mạnh. Vậy hả? Cha con bệnh gì mà con ước muốn cha khỏe mạnh? Dạ, bị mấy cái lưỡi. Vậy hả? Sao con biết? Con nghe cha con nói. Cha con nói rồi cha tối có ôm con cha khóc không? Không hả? Nhưng mà con thấy cha đau là con buồn không? Con buồn nhiều không? Cha đau nhiều không? Sao con muốn khóc? Con nít mà nó khờ dại lắm nên là nữ là cũng không có có biết gì nhiều hết á. Hôm nay là gia đình ăn cơm với canh với lại cô bác anh chị thấy không? Chỉ có 20.000 thịt thôi. Nhưng mà bao nhiêu đó để gói ghém cho cuộc sống hàng ngày để mà để vượt qua những cái lúc khó khăn nhất. Gọi là nghề nghiệp mà nếu như mà không làm cái công việc bắt nhái thì đối với chị Trinh bây giờ cũng chị cũng không biết làm cái công việc gì hết. Tại vì hơn mấy năm qua chị có em hỏi thật chị có chị đừng giận em nha. Hỏi em hỏi qua thôi không buồn. Chị có tin về nhân ngọt, nhân quả không? Tin chứ. Tin hả? Ừ. Gieo quả nào thì gặp quả nấy. Ta nói gieo nhân nào thì gặp quả nấy đó. Tại vì mình hoàn cảnh mình đẩy đưa thì mình phải cố gắng mà mình làm vậy thôi. Chứ tội lắm á. Khi mà chị em thì sát sinh mấy con đó là tội lắm á. Ừ, thì biết. Chứ chị không biết đâu. Mà tại hoàn cảnh thì phải chịu thôi. Tại vì chị sáng chị mần mấy con nhái á. Biết mần mấy con nhái là nó như mấy con cóc đụng kia á, nó đưa hai cái tay lên nó chọi chọi nữa. Chị rất là sợ lắm á. Chị sợ hả? Còn sống mấy con nhái nhỏ quá chị mần một cách nào? Thì mình bỏ cho vô thì mình lột da nó ra như vậy đó. Trời ơi. Là mình nó chết hết rồi. Vô bao là mình gãi cho vô. Ừ. Nó chết hết rồi mình mần. Mình lột ra mình mặn vậy đó. Chị cũng biết nó tội hả? Biết cái cưng. Tại vì hoàn cảnh mình phải chịu thôi chứ không biết sao giờ. Không có tiền thì mình cũng mình làm thôi. Mỗi người mỗi một cảnh khác nhau và nghề nghiệp nó khác nhau. Nếu như mà gia đình của anh với chị anh không có bệnh thì chị vẫn tiếp tục mưu sinh với cái công việc này anh cũng có thể là đủ sống. Tuy nhiên mà nếu mà gọi là để mà chuyển nghiệp cho anh với chị á, để làm có một công việc khác thì ít ra cũng phải có một cái đồng vốn. Đúng rồi con. Chứ không phải thể nào nói chuyển từ cái nghề này qua nghề kia mà nó suôn sẻ được. À, nên hình nữ là sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh và chị để mình xem cho anh và chị sẽ cần cái gì ha. Mỗi một nhà sẽ có mỗi cảnh khác nhau. Và thậm chí là như chị Trinh có chia sẻ là chị không có muốn làm cái nghề sát sinh này nữa. Nhưng mà để chuyển được cái nghiệp này thì cũng là cả một cái vấn đề. Và mong rằng thời gian tới sẽ được sự chung tay góp sức cô bác của chị và mọi người chung tay nhau ít để mà anh chị có thể vượt qua khó khăn nha. Ít ra thì anh sẽ có một cái số tiền để chữa bệnh. Và thứ hai là Bùi Hồ muốn cho chị chuyển một cái nghiệp không làm nghề sát sinh này nữa. Thì buổi chiều rồi, chắc có lẽ là tí xíu nữa đây thì sau khi dứt cơn mưa, mặt trời lặn xuống thì chị Trinh cũng phải bắt đầu với công việc mình. Đó là đi bắt nhái trong đêm. Ngày hôm nay đến đây á, thì trước tiên thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho anh chị Ken Choi với Phong Choi ở tiểu bang California của Mỹ á, gửi cho anh chị $100. Là số tiền là 2.500.000 đồng. Để trước tiên là chị sẽ trang trải cuộc sống cho mình cũng như là hỗ trợ mua thuốc men cho anh ha. Đây là một phần hiện kim của anh chị Ken Choi Phong Choi ở tiểu bang California của Mỹ gửi cho gia đình của mình trước. Và nếu hữu duyên em sẽ ghé thăm gia đình của mình nhiều hơn. Chị thay mặt những người đó cảm ơn rất là nhiều. Không, em muốn khóc rồi. Cái này là bác nhái được mấy ngày? Chị cũng không biết nữa. Mình có bao giờ mình ước mình sửa lại nhà vệ sinh không? Ước cũng đâu có tiền đâu cưng. Ước không có tiền đâu. Tại vì mặn nhiêu ăn nhiêu hết rồi, có đâu có tiền đâu sửa.
Bây giờ vậy chứ ngôi nhà gỗ này á, nó khi mà nó hư á, khoảng 50 năm là nó sẽ hơn 5 năm nữa thì cây cối nó sẽ mục hết à. Và tôi thấy không? Đồ rừng đồ kia thì muốn tạc con nhiều màu á. Dừng lại bằng ba cái thiết cũ là cũ không à. Hơn trước dột cho người mà mấy che tấm bạc này nè. Chỗ ổng đâu có chỗ ngủ đâu. Nguyên nhà không có chỗ ngủ, chỉ ngủ ở đằng trước này thôi. Và thậm chí không có màn ở ngoài, người ta nhìn vô thấy ở trong hết trơn luôn á. Thôi thì anh Nam ơi, hôm nay em đến thăm gia đình của mình, chắc có lẽ là tụi em sẽ trải nghiệm thử xem chị Bất Nhái như thế nào tí xíu. Để tối tối đi, hoặc là xem anh cái việc mà anh giăng lưới trên sông sao, nếu có cơ hội. Còn bây giờ thì thứ nhất á là anh phải lạc quan, giữ gìn sức khỏe ha. Rồi cố gắng uống thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ. Và hữu duyên thì tụi em sẽ thường xuyên quay trở lại thăm gia đình của mình cũng như là anh và chị ha. Còn bây giờ thì chắc có là Bùi Hồ với lại Út Đồng Tháp cũng cảm ơn anh chị Ken Choi, Phong Choi ở tiểu bang California của Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là tất cả các mạnh thường quân. Và mong rằng là hữu duyên thì anh và chị sẽ có một cái số vốn để mà chuyển nghiệp ở cái không làm cái nghề này nữa và với một cái nghề khác. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều ha. Rồi, cảm ơn anh chị. Thôi xin cho đỡ là thăm mấy anh mấy chị ở nước ngoài luôn, tại nước ngoài luôn. Xin cảm ơn hai anh với mấy anh mấy chị ở ngoài nước ngoài luôn. Rồi xin không có gì hết, cảm ơn mấy anh. Chị có muốn nói gì không? Chị đâu biết cái nói gì đâu. Con muốn nói gì? Hồi hỏi mấy thằng kè cá nó chở đang đi chơi. Không không, bây giờ con có nói cảm ơn cô chú không nè? Có. Nói sao? Con cảm ơn cô chú, anh, mấy cô chị. Rồi, vậy ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.